Xin chào bà con, xin chào các bạn. Hôm nay thì Lâm sẽ mang đến cho bà con và các bạn một nguyên liệu rất rất là quen thuộc. Thì trên hình chắc bà con nhận ra đúng không? Cái này là cây rau trai. Một số bạn thì gọi cái này là cây thài lại. Vậy thì cây này hôm nay nó giúp cho bà con trị một số bệnh, ví dụ như là viêm amidan nè, rồi viêm họng nè, rồi phong thấp, viêm khớp đó, phù tim. Trong bài chia sẻ này thì cái cây rau trai này nó giúp cho bà con trị một cái bệnh rất là quan trọng. Nếu như bà con mắc phải cái bệnh này thì thứ nhất là bà con không điều trị, hoặc là bà con lơ là với nó, thì bà con sẽ không qua khỏi 10 ngày. Tại vì cái bệnh này nó sẽ gây ra cho bà con viêm màng não nè, viêm não nè, viêm tuyến tụy nè, rồi nhồi máu phổi nữa, cho nên bà con sẽ tử vong trong vòng 10 ngày. Vậy thì cái bệnh này là cái bệnh gì? Cái bệnh này có dễ trị hay không? Vậy thì bây giờ là mời bà con, là mời các bạn, chúng ta bắt đầu đi vào, thứ nhất là nhận diện nguyên liệu, thứ hai thì chúng ta bắt đầu làm các bài thuốc từ cây rau trai này. Vậy thì hình thức cái cây rau trai á, nó sinh sống là như thế này. Đó. Nó sinh sống là như thế này nè bà con. Đó. Nó từ đốt, từ đốt, từ đốt. Những cái ngọn non như thế này á, thì chúng ta ăn sống cũng được. Nó không có độc. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giúp cho cơ thể bà con rất là mát. Nhưng mà nó lại có cái tác dụng là tiêu độc. Tiêu độc, rồi nó kháng viêm. Cho nên nó trị một số cái bệnh như là viêm amidan, rồi viêm họng rồi đó. Rất là hay. Do chỗ này thì nó cũng hơi ồn ào, cho nên Lâm sẽ mượn một ít cái nguyên liệu Lâm vào ngay chỗ mát mát thì Lâm tiến hành Lâm chia sẻ bài thuốc cho bà con nha. Một số bà con thì cái hình thức về cây rau trai này thì rất là rõ, nhưng có một số bạn thì đôi khi cũng không biết. Vậy thì hình thức nó sinh sống á, thì Lâm cũng đã quay rất là cận cảnh rồi. Đây, cây này á, thì thường thì nó có hoa màu xanh lơ hoặc là hoa màu trắng. Tên trong y học á, thì người ta gọi nó là thài lại, đúng không? Cây thài lại đó. Thì Lâm sẽ chia sẻ hết những gì mà nó liên quan đến cái cây rau trai này để cho bà con có thể nắm bắt một cách rất rõ ràng. Vậy thì bây giờ chúng ta làm một bài thuốc để trị cho bà con viêm họng rồi viêm amidan luôn nha. Khi bà con bị viêm họng hoặc là viêm amidan á, thì chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta sắc nước uống, còn hai chúng ta giả nát, dắt lấy nước cốt uống. Vậy thì cách đầu tiên á, thì bà con sắc thuốc ha. Bà con dùng cho Lâm 30g, 30g cây rau trai này, 30g cây rau trai. Bà con rửa sạch sẽ đấy nha. Chúng ta dùng lượng tươi. Bà con đem sắc với 3 chén nước, còn lại 1 chén á, thì bà con chia ra 1 hoặc 2 lần dùng trong ngày. Đây là cái cách chúng ta dùng cái bài thuốc sắc để trị cái bệnh viêm họng và viêm amidan. Bây giờ thì chúng ta lại đến với một cái bài thuốc hay là một cái cách thứ hai để trị viêm amidan và viêm họng cho bà con. Bà con dùng cho Lâm từ khoảng 100 đến 120g cái cây thài lại như thế này. Thì cái bộ phận dùng thì chúng ta dùng luôn cái phần thân này nha bà con. Đó. Chúng ta dùng luôn cái phần thân của nó. Cái phần thân ngọn non non nè, chúng ta dùng hết. Đó. 100 đến 120g tươi. Rồi, sau đó chúng ta cũng tiến hành rửa sạch sẽ đi. Sau khi rửa sạch sẽ xong thì bà con cho vào cái cối giả ha, cho một ít muối ăn của chúng ta đó, cho vào đó. Bà con giả nát rồi dắt cái nước cốt đó bà con uống. Nếu như dắt nước cốt á, thì nó cũng không nhiều lắm. Bà con có thể uống ngàn lần cũng được. Hoặc là nếu mà bà con kiểu như uống khó uống á, thì bà con có thể chia ra 2 lần uống. Đó. Thì cái bài thuốc này khoảng 3 đến 4 ngày á, nó sẽ giúp cho bà con trị được cái bệnh viêm họng và viêm amidan. Bà con không cần phải làm gì nhiều, đúng không? Một nguyên liệu rau trai này thôi thì đã cũng giúp cho bà con trị được cái bệnh viêm họng và viêm amidan rồi. Vậy thì viêm amidan nó sẽ có biến chứng nếu như bà con không điều trị kịp thời, đúng không? Còn viêm họng thì khỏi nói rồi. Thứ nhất là bà con ăn uống rất là khó khăn. Nếu như bà con để tái đi tái lại thì nó sẽ gây ra là
viêm, gọi là viêm mãn tính, sau này nó sẽ trở thành ung thư vòm họng. Đó, bà con có thể cân nhắc để chúng ta sử dụng những cái bài thuốc đông y như thế này để điều trị những cái bệnh, những cái giai đoạn ban đầu của những cái bệnh nguy hiểm. Thì vừa rồi chúng ta đã có hai cách rồi, trị amidan rồi trị viêm họng cho bà con, đúng không? Rất dễ làm. Vậy thì bây giờ Lâm sẽ chia sẻ cho bà con một cái cách để cho bà con trị cái bệnh phù tim rồi viêm khớp do phong thấp ha. Bà con nhớ kỹ nha, viêm khớp do phong thấp rồi bệnh phù tim. Nếu như bạn nào mà đi bác sĩ mà bác sĩ nói bạn có cái triệu chứng phù tim thì về sử dụng bài thuốc này ha. Riêng những người bị viêm khớp do phong thấp thì cũng sử dụng bài thuốc này cùng một công thức luôn. Bà con sử dụng cho Lâm 40g. Anh này là 40g. Những cái phần non non như thế này nè bà con. Đó, 40g ha. Nếu bà con sử dụng cái phần dưới này luôn á thì bà con nhớ vệ sinh sạch sẽ nha. Ở dưới này thì nó nói chung thì nó cũng không sạch lắm. Đó, phần trên này thì Lâm nghĩ nó dễ hơn. Chúng ta dùng 40g tươi nha bà con. Rồi sạch sẽ đi. Bà con kết hợp cho Lâm là 40g đậu đỏ. Đậu đỏ mà cái nguyên liệu chúng ta đã dành nấu chè không bà con. Đó, đậu đỏ đó đó. Rồi. Hai nguyên liệu này chúng ta kết hợp. Chúng ta cho vào nồi ha. Chúng ta nấu thành một cái dạng giống như là cháo vậy đó bà con. Nó có nước tí xíu ha. Bà con có thể nấu 3-4 chén nước gì đó. Khi nó cạn lại còn khoảng nửa chén hoặc là hơn nửa chén ấy, thì bà con tắt bếp. Bà con dùng. Thì ở đây cái rau trai này mặc định là nó thanh nhiệt, tiêu độc cho cơ thể, cho nên nó không có độc. Rồi đậu đỏ thì là một nguyên liệu rất là tốt đối với cơ thể chúng ta, đúng không? Nó là nằm trong là ngũ cốc à. Cho nên bà con dùng cả cái lần nước luôn. Bài thuốc này dùng cả cái lần nước luôn. Bà con ngày dùng lần thì bà con dùng khoảng 7 ngày thì có hiệu quả rồi. Cái rau trai này rất là bình thường, đúng không bà con? Nó mọc ven ven ở, ví dụ như ven ven suối, ven ven những cái đường nước đó bà con, rất là nhiều. Đó. Tiếc là hôm nay thì nó không có hoa. Có hoa thì nó sẽ đẹp hơn. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã đến được một số cái bài thuốc để trị bệnh cho bà con rồi, đúng không? Viêm khớp do phong thấp, rồi phù tim, viêm amidan, rồi viêm họng. Bây giờ nó sẽ đến một bài thuốc rất là quan trọng. Bài thuốc này nó giúp cho bà con trị một cái bệnh. Nếu như bà con lơ là, bà con không để ý tới á, thì Lâm nghĩ bà con không qua khỏi 10 ngày đâu. Tại vì cái bệnh này quá 10 ngày thì bà con có khi bà con đã gặp rất là nguy hiểm rồi. Tại vì nó có khả năng gây ra là nhồi máu phổi nè, viêm màng não, viêm tuyến tụy nè, viêm não luôn, đúng không? Bà con sẽ tử vong trong vòng 10 ngày. Vậy thì cái bệnh này là bệnh gì? Vậy thì bệnh này đó là cái bệnh quai bị. Bệnh quai bị là nó sưng ở dưới cái mang tai của chúng ta, đúng không bà con? À, nó sưng đau dưới cái mang tai chúng ta. Cái tiếng nước bọt của chúng ta nó bị sưng lên. Cho nên bà con rất là khó nuốt. Nước bọt không bà con cũng khó nuốt rồi, chứ đừng nói thức ăn. Vậy thì cái bệnh quai bị này nó ảnh hưởng rất là lớn. Đối với nam thì có khả năng là bị viêm tinh hoàn gây vô sinh. Đối với nữ thì nếu như mang thai trong 3 tháng đầu tiên thì có thể bị sảy thai. Nặng hơn nữa thì bà con có thể viêm tuyến tụy. Viêm tuyến tụy thì bà con bị tiểu đường chắc rồi, đúng không? Viêm tuyến tụy thì bà con sau này bị tiểu đường chắc luôn. Tại vì cái tuyến tụy là một cái tuyến nó sinh ra cái insulin, nó dẫn đường vào tế bào. Nó dẫn đường từ máu vào tế bào. Mà tuyến tụy nó bị viêm, có nghĩa là nó bị yếu, thì sau này bà con bị tiểu đường chắc. Nó viêm màng não, rồi nó viêm luôn não, đúng không? Quá nhiều biến chứng. Đôi khi bà con không thèm để ý tới thì bà con sẽ tử vong không quá 10 ngày. Vậy thì bài thuốc này trong vòng 4-6 ngày đã có hiệu quả rồi. Chúng ta dùng cái nguyên liệu rau trai như thế này. Vậy thì cách thức làm bài thuốc như thế nào? Thì bây giờ là mời bà con, là mời các bạn. Bây giờ chúng ta chú ý tí xíu ha, rồi chúng ta làm bài thuốc giúp cho bà con điều trị cái bệnh quai bị trong vòng 4-6 ngày để cho bà con khỏi bị những cái biến chứng của cái bệnh này gây ra. Rau trai này bà con dùng cho Lâm là 60g tươi ha, 60g tươi. Đó, luôn phân cộng luôn, 60g tươi, rồi sạch sẽ đấy nha bà con. Thì sau khi rồi sạch sẽ rồi, bà con có thể sắc ra đòn đòn cũng được. Còn không thì bà con để nguyên cũng được. Bà con giả nát hết giùm Lâm. Giả nát xong, bà con dắt nước cốt.
bà con vắt nước cốt ra dùng nha. Vắt nước cốt ra dùng. Nếu như nó khó dùng quá, bà con cho một tí xíu muối vào dùng. Liều lượng của chúng ta là 60 gram tươi. Đó, bà con giả nát ra, vắt nước cốt dùng. Chúng ta đã có cái lượng nước cốt rồi đúng không bà con? Thì bà con cho vào miệng, bà con ngậm nha. Bà con ngậm ở đó khoảng chừng 5 phút, hơn 5 phút, 10 phút càng tốt. Rồi sau đó bà con nuốt luôn từ từ. Nhớ nha, bà con cho một xíu muối thôi, một hai hạt muối thôi, nếu như là muối biển. Còn muối bọt á, thì bà con cũng, cái muối mà chúng ta ăn á, gọi là muối bọt đúng không? Cái muối đó thì bà con cũng cho một lượng ít xíu thôi. Đó. Thì bà con bắt đầu ngậm, ngậm xong bắt đầu bà con nuốt luôn. Thì bài thuốc này ngày bà con làm, nếu như nhiều bà con làm 2 lần. Cái nguyên liệu đó ra nhiều bà con làm 2 lần cho cái bệnh nó mau giảm. Còn nếu như bình thường thì chỉ cần 1 lần thôi. Vậy thì bà con chỉ cần sử dụng 4 đến 6 lần thì cái bệnh quai bị nó đã biến mất rồi. Nó đã được trị khỏi bởi cây rau trai này. Đơn giản lắm không bà con? Quá đơn giản đúng không? Nhưng mà cái vấn đề cái bệnh quai bị, nếu như bà con trị không đúng cách á, thì Lâm hứa bà con sẽ không qua khỏi 10 ngày đâu. Điều này là điều chắc chắn. Còn nếu như bà con để nó tiến triển đến cái giai đoạn, ví dụ như qua khỏi ngày thứ 6, thứ 7 rồi đó, thì đôi khi bà con sẽ bị viêm màng não, rồi nhồi máu phổi, rồi viêm não, nó gây ra một số di chứng sau này rất là khó trị. Đối với nam thì gây vô sinh đúng không? Viêm tinh hoàn. Vô sinh đối với nữ thì sảy thai trong 3 tháng đầu tiên mang thai. Vậy thì cái vấn đề ở đây, bà con áp dụng có kiên trì hay không? Và bà con có làm đúng cái quy cách mà Lâm đã chia sẻ cho bà con hay không? Đó là Lâm mong bà con chú ý ha. Bài thuốc này rất là quan trọng. Cái bệnh quai bị là một cái bệnh bình thường, nó có rất nhiều nguyên liệu trị. Vậy thì cây rau trai này nó là một cái cây đặc trị cái bệnh quai bị. Rất là hay, 4 đến 6 ngày thì bà con đã khỏi bệnh rồi. Bài chia sẻ này Lâm nghĩ bà con nên chia sẻ giùm Lâm, để cho những người khác, những người chưa xem được video này có thể hiểu rõ được cái bệnh quai bị nè, rồi áp dụng cây rau trai này. Chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau, có thể là thứ nhất giảm bớt đi cái biến chứng của những cái bệnh, thứ hai thì chúng ta giảm chi phí trị bệnh, đúng không bà con? Bây giờ thì trước khi kết thúc video á, thì Lâm xin gửi lời cảm ơn bà con, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của Lâm. Nếu như mà video của Lâm mà bà con thấy có hữu ích ấy, thì bà con có thể chia sẻ giùm Lâm ha, chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên Zalo giùm Lâm. Lâm rất là cảm ơn. Bây giờ thì Lâm chào bà con, Lâm chào các bạn. Hẹn gặp bà con và các bạn ở những cái video tiếp theo nha.